Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Minh. Và Di Khải xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mời. Và hiện tại anh em đang xem live trực tiếp ngày hôm nay thì Khải đang chuẩn bị đúng vào 00 giờ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ mở 220 cái ngọc lục thần cũng như là 220 rương đồ xanh cho anh em xem nha. Và Khải đã chuẩn bị cho mình đó là 220 ngọc lục thần và 5k dạng. Và chuẩn bị cho mình đó là 450k điểm tống kim. Đó anh em thấy chưa? Thì bây giờ Khải sẽ đi ép rương. Và cũng như là ép xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu mở cho anh em xem nha. Khải sẽ ép hết một lần 200 rương một lần. Sau đó Khải sẽ mở. Đó. Khải đi ép đó. Từng dương. Ép lần này ép tay khá là mệt nha mà. Ép tay khá là mệt. Rồi. Khui nè. Hay là mình khui đến đâu mình mở đến đó nè. Nhưng nhiều khi mở ra là 200 rương nó chật chỗ lắm nè mày. Thực sự nó quá chật chỗ luôn. Đúng không? Bây giờ ép rương đợi sẵn ta. Ép rương đợi sẵn nhiều khi được rồi. Giờ ép nè. À, ta muốn ép ngọc lục thần nè. Đây. Đó ngọc lục thần. Trang bị xanh đấy. Một ngọc lục thần kèm 20 vạn và 2.000 điểm tích lũy. Đó nè. Nhiều điểm tống kim này khác cho anh em xem. Đó. Vô nè. Này có hàng là trong vòng 1 tuần. Hay trong vòng 1 tuần. Này mở bằng tay nên khá là lâu nha nè. Được Khải mở hết một lần nữa nè. Nón thì lông mới mở ra nè, 13-20 nè. Đó. Khải đang cố gắng mở chuẩn bị rương. Thực sự là quá nhiều. 200 rương, 220 rương lận nè. Ép bằng tay khá là lâu. Coi thì bật auto chưa. Đúng 12 giờ Khải sẽ khui nha anh em. Đúng 12 giờ Khải sẽ khui nha. Anh em cố gắng đăng xem like để đỡ làm một like chia sẻ ủng hộ chơi nữa mà. Và cái bát này là bát ngọc lục thần như là thứ tư rồi thì phải. Mong rằng anh em hãy ủng hộ video này hơn 150 like thì Khải sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo như thế này bói đồ cho anh em xem nha anh em. Ở server này hiện hoàn toàn chỉ là đồ xanh thôi nha mọi người. Đó là nó thiệt sự là tìm những món đồ xanh mà gọi là mắt pin đó. Như cái bát trước thì anh em cũng đỡ rồi, Khải bán được đôi giày 3.2 đó nè. Thì cũng hơn 50 kim. Thì lần này không biết là như thế nào, tại vì bát trước thì cũng bán xong rồi bù lỗ lại những cái bát cũ nè. Thì nói chung là cũng không lời lỗi gì cả, cũng giống là hơn là hồ vốn đấy. Lần này không biết như thế nào đây. Lần này có vẻ như là bát, nhớ không làm là bát thứ tư thì phải. Hôm trước bát kia là, đúng rồi. Lần này là bát thứ ba, thứ tư đúng rồi, lần này bát thứ tư. Ở lần trước thì bát thứ ba thì được 150 ngọc lục thần. Còn lần này thì Khải chơi đến 220 cái lần anh em. 220 cái lần. 200 cái luôn anh ơi, mất công làm đúng rồi. Thì giờ muốn làm một lần 200 cái luôn. Rồi bói đến đâu bán, bói đến đâu bán đó cho nó sướng nè. Chứ mở từng cái thì sự mất thời gian lắm. Đây rồi, 200 ngọc lục thần đây anh em ơi. Đây là Khải chạy giao dịch vài cờ lon bớt. Rồi, đã Khải làm rương cho con cờ lon á. Ra được một món thủng lý 25 làm 140 thì thiệt sự nè, cái đó là quá pin luôn. No 1 của no 1 luôn nè. Rồi, sẽ cho nó mở rương bên kia nè. Rồi, hiện tại Khải đã mở được là, khui được là 70 cái rồi. Bây giờ Khải chuyển qua bớt cờ lon này. Khải làm đủ 200 rương, rồi Khải mở một lần luôn nha nè. Khải làm đủ 200 rương mở một lần luôn nha. Em đợi một tí. Ủng hộ Khải hai like nha anh em ơi. Chúc em nổ thêm siêu phẩm. Ok anh Toma nha. Hello anh Toma nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mở tiếp. Nên lộn. Từ bước đầu là ép tiếp. Hoán đổi tiếp. Cần ngọc lục thần 20 bạn này nè. Rồi. Tại hôm trước cái auto thì đó nó làm nè. Hôm nay làm bằng tay thôi. Không có auto gì cả. Hồi lâu anh em thông cảm nha. Được Khải ép xong rồi đúng 12 giờ chúng mở sẽ mở nha nè. Như anh em lúc nãy có hỏi sơ qua thì cái chi phí của lần này á. Lần này thì đơn giản là Khải á, mua 220 ngọc lục thần đi. Thì mua với giá rẻ thôi. Chứ thiệt tình là giá 50 xu là một rương. 50 xu là một ngọc lục thần nè.
trung bình là 50 xu một là một một ngọc lục thần, mà lần này Khải mua rẻ giá hơn. Thì hôm trước Khải mua 35 xu kèm nhân với 220 cái nhân với 35 xu thì Khải tốn hết khoảng gần 8 kim với lại nhân tiền dạng thì điểm tốn kim thì tính ra 450k điểm. Thì 450k nhân cho 160 thì Khải sẽ tốn hết là 7 kim 2 nữa thì Khải tốn hết gần 15 kim mấy. Rồi với 4.500 dạng tầm 4.500 dạng thì 4.500 dạng thì nó dao động khoảng tầm khoảng 9 kim nữa. Thì nói chung ở cái lần video này Khải tốn khoảng hơn gần 25 kim nè, gần 25 kim thì tương đương khoảng tầm khoảng 1 triệu 7 nè mà. Không có 1 triệu 7, lần này là mở 220 cái rương này á là nó tốn khoảng 1 triệu 7. Không biết với 1 triệu 7 này không biết có nhận được một cái đôi giày hay là một cái món đồ nào tương đối như cái Bách 3 hay không. Thì Bách 3 Khải nhận được đôi giày anh em. Anh em có xem thì cũng đợi cũng được biết rồi. Nên không biết là như thế nào thì cái đó là vẫn được gọi là hên xui nè. Một là về bờ, hai là ra khơi đó. Nghiện mở đồ xanh là như vậy thôi em ơi. Chứ giờ thực sự là sang lệnh bài boss thì anh em cũng xem rồi. Rồi mở đồ xanh này anh em cũng xem rồi. Thì anh em thấy cái nào hay thì cứ đổi lại cho Khải làm hỗ trợ nha. Giờ đa số những cái boss mà anh em xem đa số là đầu tư khá là nhiều rồi nè. Chỉ mong anh em cứ xem đổi lại cho hơn 150 like thì Khải sẽ tiếp tục ra boss thứ 5 và cũng như là những tiếp tục cái boss sang lệnh bài boss cho anh em xem nha. Và xin thông báo anh em sơ qua thì cái set đồ may mắn này Khải đã lên được 24 nha. Đây. May mắn 6. Đó. May mắn 4 là 10. May mắn 5 là 15. May mắn 4 là 19. Kèm với mặt nạ này nữa là may mắn 24 nha. 24 may mắn trong người. Đó là may mắn trong người. Và kèm với những may mắn còn lại như là Thiên Sơn này. Đó. Bách Quan Lộ này. Đó, Quân Quốc Tử chứ, Quốc Tử này. Rồi Hoa Mai may mắn này. Em thấy chưa? Rồi đà hoa đà may mắn thì thực sự là may mắn rất là nhiều, có thể nói là gần 100%. Cái đó thực sự 20 30 như cái này là điểm, cái này cũng là điểm luôn. Nói chung mình không hiểu điểm như phần trăm là như thế nào đó. Cái này là 30 điểm, cái này là 10 điểm, còn cái này là 20% và cái này là 20%. Thì thực sự là cũng có thể nói là gần 100% đó nè. Trên người thì 25. Nói chung là mình không rành mấy cái này lắm, nhưng mà thực sự hiện tại server có những may mắn nào thì mình khô máu những loại may mắn đó luôn, không được thiếu một loại may mắn nào cả. Ra đây họ phần thủ 25 làm chồng 40 là về bờ luôn. Phú Quang ơi, thực sự ra cái đai đó là phải mấy chục củ lận em mà. Ra cái đai lưng đó hay cái bao tay hay cái nón thực sự là tiền về luôn đó. Đất hàng nhất ở cái trang bị này của chúng ta nó đồ làm chồng 40 kèm với phần thủ của Lý đó, đó gọi là hàng đất giá nhất của cùng mấy chủ này, cũng như là đồ kháng hỏa cũng như là chọn 40 đó nè. Rồi, anh em chờ đợi Khải ép xong rồi Khải khui anh em xem. Còn mấy chục cái cuối cùng này anh em ơi, quán khui cho anh em xem. Phục hồi 40 bán cũng có tiền nữa rồi. Ừ. Áo đa số phục hồi 40 tìm chu vải rồi. Phục hồi 20 kháng khoảng 17 thời gian tráng 30. Ừ. Trời ơi trời, này phục hồi 40 thì may ra. Không xài ô tô được, auto bị cấm rồi nè. Không xài ô tô ép được, không phải ép mà dạng như phục hồi 30 nữa. Không mở được nữa nên phải mở bằng tay nè. Lần này mở 220 rương thì thực sự là mong ra được khoảng một món siêu phẩm là có thể gỡ vốn thôi, chỉ cần mong gỡ vốn thôi chứ không có mong lời được nè. Mong gỡ vốn 2 triệu là được. Mong gỡ vốn 2 triệu là mừng lắm rồi. Rồi, vô. Trời ơi. Mong gỡ vốn được 2 triệu là mừng lắm rồi. Thời gian chán dùng hai được đưa vô cái lâm con. Căn hỏa 21. Rồi, cho làm 30 rương. Rồi, anh em chờ xíu xong bị mở nè mày. Nhiều anh em comment bảo cứ yên tâm đi, được cái đao tóc sát thương 41 là khỏi phải lo nữa luôn. Đúng rồi anh em ơi. Có cái đó là về bờ ăn Tết luôn. Rồi. Giờ Khải sẽ chuyển qua con vô đan. Cho nó bớt chật chội cái rồi anh em chúng ta cùng lên trên trên kia khui đặt rương này. 2 4 6 8 16 24 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10. Ok, vừa chọn 24 cho nên coi chặt vô ngay. Rồi đó, hoàn thành nha anh em ơi. Bảo hạp trang bị xanh, ngọc lục thần đã ép xong.
Và sau khi đẹp xong thì bây giờ chúng ta cùng lên chỗ cũ anh em mình và chúng ta cùng khui đồ. Đó. Đây, anh em cùng xem sơ qua. Với 200 rừng ngọc lục thần thì thực sự anh em là không hơi ít đâu anh em ở đây. Nhiều anh em chưa thở tin được với 200 ngọc lục thần. Đây, ok chưa? Ok, chưa? 200 ngọc lục thần nha anh em. Thực sự anh em là một lần đầu tư này là quá cao quá nhiều anh em ơi. Gần với 2 triệu Việt Nam đồng thì thực sự cái lần đầu tư này Khả sẽ cố gắng hết sức nè em ơi. Cố gắng tìm ra siêu phẩm cũng như là bù lỗ lại những cái bát trước cũng như là bắt những bát sau này. Và mong sao nó sẽ thành công. Và bây giờ trước khi đi ăn thì Khả sẽ qua bên kia cánh một số may mắn cho dàn xe trên kia nó có thêm ít may mắn từ từ bên này. 200 ngọc lục thần anh em. 220 cái. Đây, bên này chân anh em. Khả lóc nằm đọc qua đây chứa đồ lầm đồ đó. Tất cả mọi con đều phải full may mắn nha anh em. Tất cả mọi con đều phải full may mắn. Có chứ anh em. Đây, giờ hiện tại đỡ nói về hướng may mắn thì xin thông báo lại với anh em là Khả đang sở hữu cho mình một set may mắn 24 gia truyền 6 nhận 4 nhận 5 tất cả đều dòng 1 nha anh em. Ngọc bội 4 là hiện tại cái trang sức này được 19 may mắn. Đó, 19 may mắn ấn 1. Và kèm với mặt nạ may mắn 5 thì Khả được 24 may mắn rồi. 24 may mắn mà kèm với hoa mai 10% là lên 34. Rồi hoa đào 20% là lên 54% may mắn đó. Kèm với quốc tử đại là may mắn 30 điểm. Và kèm với thương sơn may mắn 10 điểm nha nè. Đó, hiện tại tất cả cái may mắn thì Khả cũng đã chuẩn bị hết rồi. Và bây giờ là đúng 00 giờ 0 phút chúng ta sẽ quất anh em ạ. Đó, giờ Khả đương nằm đọc diện cái. Ok anh em, sau khi cho anh em xem thì đây anh em ơi, xếp đôi máy của Khả thì anh em cũng đợi rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ với máy 24 này kèm với những cái cục máy máy này thì bây giờ chúng ta sẽ cắn cái thiên sơn này. Khải cắn rồi. Và quá tửu này, hoa mai này, hoa đào này. Ok, sau khi đã cắn xong máy máy thì bây giờ chúng ta cùng lên hoa sơn cảnh kỹ trường để cùng nhau bói những cái món siêu phẩm này mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đưa những cái cam lên để cùng giao dịch những cái rương qua cho Khải cũng như là nhận những cái món đồ ngon. Đây, ngắm tranh ngắm cảnh một tí là mở rương này mà. Rồi, hiện tại tất cả account đã đứng chuẩn bị tinh thần rồi. Bây giờ chỉ việc mở rồi khui đồ á. Đó, ok. Khui nha anh em. Đó, khui ha. Áo, mặc, nón. Từ từ, cái này hơi bị chậm một chỗ. Tại chỗ này hơi bị chậm quá, khui. Dây. Áo. Hiện tại hơi bị chậm em ơi. Thôi chúng ta đã bó cái này, Khải dọn đường này cho nó còn gọn tí. Khui ha. Đồ, nón kháng độc 24 em ơi. Thiệt sự là một cái kháng khá là cao. Nhưng mà chưa yên thua nha. Tiếp tục khui. Ôi trời ơi, đù, tính ra bằng mấy bánh hay dữ ta. Những món đồ thực sự không thể tin luôn em. Hình tượng cái này mà có thêm phục hồi nữa thực sự quá đẹp luôn. Ôi trời, cái áo vải cả nồi. Tiếp tục, đù, cái áo này mà không phục hồi. Trời ơi, hai cái món đầu tiên nhìn thấy quá pin rồi. Mà chưa cái hiểu là mình không thể bán được những món đồ như vậy. Tiếp tục, hai món họ. Đù, ra hai món nhìn đẹp ghê nha. Không có phục hồi nè em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó ra góc này ngay. Ồ, khui, giày áo. Bao tay đai lưng phòng thủ lý làm chậm là ok nè mày. Cứ đai lưng phòng thủ lý làm chậm, giày nón các kiểu thủ lý làm chậm là ok về bờ. Cứ vậy nè. Chỉ mong vậy thôi, thật là chó kháng họ. Chó kháng họ full. Rồi, khui. Ôi trời ơi, sao phòng thủ đâu? Đủ xanh cái nón đẹp gơ, phòng thủ không có chờ. Khui. Áo shop. Áo này cũng không được gì luôn. Sinh lực nỗ lực khá đẹp, khui. Nón kim shop. Áo kim shop. Nón mọc shop. Giày họ shop. Đai kim sinh lực cao. Đai kim sinh lực cao thì trong bang cũng có người xin. Nón lên trăm 40. Đai. Rồi tiếp theo 30 chưa phải là tết. Khui hang. Hai bao tay. Hai bao tay một giày. Mới ra đảo rồi anh em. Anh Long mới ra đảo hả? Đến em. Rồi em khui hang.
Hiện tại khải khôi thì nhăn rồi nè mày, khải khôi bụp 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 rẹt rẹt rồi. Hiện tại với 220 rương này thì khải khôi khá là nhăn rồi nè. Đây, tiếp tục đóng thổ. Rồi, có cái đón có tiền nha, có tiền. Đầu tiên là có tiền này mà, có tiền. Đấy, có tiền. Một cái đón mắt pin tương đối này mà. Đón này thực sự là sinh lực lực cho khán hòa 40. Đón này có tiền nha mọi người. Tiếp tục, đón này có tiền nha. Thực sự là đón này phải bèo lắm, phải từ 5 đến 10 kim. Thực sự anh em luôn, đón này có tiền là có thể là bù được một chút rồi. Tiếp tục. Đồ, đồ dày, shop. Đón này có tiền nha anh em. Hiệu ứng chóng mát và khăn họ sẽ lượng lực khá đẹp. Ôi, áo kim, shop. Áo kim, shop. Không tóc, shop. Ôi, trời cái bao tay. Trời, bao tay này mà chóng 40 nữa thì easy game luôn em. Thực sự bao tay này mà chóng 40, easy game luôn. Thì thực sự cái bao tay này quá ngon. Nhìn vào hiệu ứng thì kháng này nó khá đều nè. Nhưng mà đỡ mà nói bán có tiền thì cũng có thể có. Nếu như mang xếp hiệu cốt thì có thể kích được, hay là ăn ban thì cái này có thể đỡ lại từ từ đến sau. Ôi trời, là một bao tay như một luôn em à. Không được hiệu ứng trong 40. Hai cái này thực sự là không đủ hiệu ứng em, nên thực sự đỡ mà bán thì cũng hơi khó. Nhưng mà đỡ mà mang xếp ăn ban này, xếp nhu tình thì có thể mang tạm được nè. Mang tạm được. Ok, mình sẽ bỏ qua cho anh em xem. Có thể mang tạm được. Rồi, tiếp theo khả sẽ lầm ít rương nữa. Đây. Trời ơi, tầm này cảm giác là đồ nó ngon hơn lần trước. Tại vì có vẻ như là Khải mang may mắn nhiều thì phải nè. Thực sự anh em là lần trước không mang may mắn, không mang một món đồ may mắn gì luôn. Đồ rất là cùi luôn, thực sự cứ một hai dòng, một hai dòng quá chán luôn nè. Lần này thực sự là với cái set may mắn 24 này thực sự là một sự đầu tư không hề yếu anh em à. Anh em hôm trước cũng có thể xem không, những cái video Khải mua nhẫn này nọ, anh em thực sự phải đầu tư thì mới có được. Chứ không thể nào mà tự nhiên không phải có được một set may mắn như thế này đâu nè. Đây, không đỡ anh em chờ đợi lâu, chúng ta sẽ khu hết cái rương này rồi Khải sẽ tiếp tục qua cái con phụ này nha. Con phụ này còn 180 rương nữa nha anh em. Đây, con phụ này còn 180 rương nữa nha anh em. Đó, đang chờ chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ chỉ việc là chúng ta tiếp tục bỏ đồ. Anh em đang xem video này đừng quên đỡ lại cho video này hơn 200 like đi nè. Lúc nãy Khải có nói là 150 like thì Khải nghĩ với 150 like đỡ ủng hộ video này thì nó chưa tới đâu nè. Hơn 200 like video này nha anh em ơi. Nếu như anh em nào mà xem video này rồi, lần sau Khải sẽ up cái bát 4 này lên thì anh em có thể ghé qua cái video ủng hộ cho Khải một like, như là chia sẻ mạnh cho tất cả các anh em cộng đồng Võ Lâm biết đến cái video ngày hôm nay nha anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khui anh em ơi. Tiếp tục khui. Cố gắng ủng hộ 200 like video này, bắt bố này giúp Khải nha anh em ơi. Áo, nón, bao tay, cứ bao tay ra lưng, bao tay ra lưng, bao tay ra lưng là được. Áo. Rồi. Bao tay ra lưng là ngon em, cứ bao tay ra lưng là được, hiện tại đã ra hai bao tay. Khui anh em ơi. Áo. Đó. Đồ, áo ngon không phục hồi. Lôi, đó. Lôi đó, hai bao tay. Đậu. Chúng không banh anh em. Không banh thì không ai xài rồi, thực sự không banh có một điểm rồi chứ. Thủ lý lắm chạm. Trời ơi, lại cái không banh nữa. Đa số không banh nó ra khá nhiều nha. Bao tay đó mà thực sự làm chậm phần thủ lý 15-40 thực sự là về tiền luôn đó. 15-40 thủ lý làm chậm là về tiền luôn. Khui. Áo. Khui. Rồi. Khui hang. Áo kim. Căng lo 21. Quá hồi hộp, quá hồi hộp em ơi đây. Quá hồi hộp. Nón. Trong 20, sốt. Sốt. 19-30. Mấy cái nón này không ai xài em thiệt sự. Món này không ai xài. Mấy nón này xin lực lực. Nói chung anh em trong bang cần thì cho thiệt sự. Mấy nón nó nghĩ không ai xài đâu. Khui. Áo. Đai lưng. Một đai lưng, hai áo và ba nón. Tiếp tục. Lại là khăn banh. Khăn banh ra nhiều quá. Thủy 5-20. Anh em đang xem nhớ ủng hộ cho Khải một like, một chia sẻ ủng hộ cho anh ơi. Lần này thì Khải đang khui 220 ngọc lục thần như nè. Bảo rương đồ xanh. Ở server này anh em cũng biết rồi, đồ xanh mà mắt pin một tí, hiệu ứng cho mắt mát tí là tiền về nè. Phòng thủ này nọ là chỉ, nhưng món đó là quá tiền luôn. Hiện tại server chưa có nhiều nè.
Đào lưng, đào lưng, đào lưng, đào lưng. Ôi trời, đào lưng họ đúng một vòng một. Đào, ok, tại đã khui có vẻ như là hơn 40 rương rồi, chưa có gì nữa mà. Chỉ có được một cái nón kháng hỏa khá là đẹp, chống 40 và sinh lực lực và kháng hỏa 14. Thì cái nón đó cũng có thể bù lại được vài kim. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giao dịch qua thêm mít rương nữa, khui tiếp. Đó. Quá hồi hộp anh em ơi. Ở cái lần này mở thực sự là một lần đầu tư khá là nhiều. Hello anh em mới vô nha, like một lần được rồi anh em ơi. Tiếp theo 32 rương tiếp theo nha anh em. Khui đó. Đài. Cứ đai vào tay, đai vào tay dày, đai vào tay dày là mắt nó có tiền đó. Rồi khui đi, giải chặt rương em ơi. Cái này thực sự là không khác gì những cái bát đánh lệnh bài boss em. Nó thiệt sự là nó cũng hấp dẫn ngang ngửa với đánh lệnh bài boss anh em. Ôi áo xấu dòng không phục hồi. Hôm nay hoang thua shop. Ấn độc 20 shop. Ấn độc tốc 21. Trong 20. Đầu xanh. Trời ơi cái đai lưng. What the hell, đai lưng xấu dòng quá đẹp luôn em ơi. Mà thiệt sự cái này chọn 40 là có tiền. Cứ đâm ra cái 20 cũng được, khá là tương đối. Nhưng mà chưa được đẹp lắm nè. Trời ơi anh em thấy này. Sinh lực 134, sinh khí 16 và chọn kháng hỏa thiệt sự. Cái này mà định nhấn thêm xíu là bán tiền về luôn em. Ok, cảm ơn cho xe đây. Rồi, tiếp theo. Những cái món mà có thể nem 6 dòng khả có thể đợi danh lại cũng như là xài set Newton. Như là định quốc Newton, hiệp cốt ăn bang nè. Đài đâu? Đài nón thủ lý liêm trọng mới coi. Video bắt 4 này nhớ ủng hộ hơn 200 like nha em. Mạnh mẽ 200 like nha. Khui. Đù, ba cái đồ hỏ thiệt sự là đỡ mà có dòng những cái món hỏ thiệt sự rất khó nè. Áo thủ. Đủ áo không bằng cao không phục hồi chờ. Rồi shop luôn. Không có đồ gì đó bán được luôn. Khui. Bao tay. Áo. Nón. Rồi tiếp tục bói. Liệu ở lần này đầu tư hơn gần 30 kim thì sẽ thu được bao nhiêu. Khui. Nón sớt. Rồi áo chúng nó chúng độc trời. Coi còn hồi hộp mà huống gì ngồi mở à. Đúng rồi anh em ngồi mở khá hồi hộp luôn anh em à. Mong anh em ủng hộ nha. Hơn 250 anh em đang xem cho cả một lần ủng hộ cho anh em ơi. Ôi trời ơi. Cái áo này cũng khá tương đối anh em thiệt sự là chón dòng 1 thì mà ra cũng có cũng ngon đó thiệt sự. Cái áo này thiệt sự cũng ok. Trời ơi cái áo phục hồi 40 kháng họ chón 30 nè. Cái này mà chón 40 thì cũng pin được một chút. Mà thực sự là cái dòng này cũng chưa đẹp lắm. Sinh khí có 1 thôi, sinh lực khá thấp. Được dòng kháng họ. Kháng họ 12 điểm này. Rồi cuối chọn 5 độc. Nói chung mấy cái đồ này thì bán thì chắc cũng được kim đến kim rưỡi 2 kim đó nè. Những cái món như vậy được được giá cũng được 5 6 kim. Rồi áo này số. Đồ ra áo xấu dòng. Ôi trời ơi, cái nón cũng chó 40 về dòng cuối rồi nè mà. Cái họ cái 7 thôi. Đa số những đồ xấu dòng thủy khá là nhiều. Họ đâu? Chưa, vẫn chưa thấy họ nè mà. Cái nón này so với hiện tại bây giờ thì thiệt sự thì sâu này thì thiệt sự bán chứ cũng vài 500 xu đến kim thì thiệt sự không có giá được. Tại vì dòng cuối quá nè mà. Rồi, tiếp tục khui. Mong sao mà ra được đôi giày như hồi trước là có thể gỡ dấu đôi giày đó thiệt sự là những đôi giày nó quá đẹp nè mà. Rồi, khui. Phải rồi được cái nón chón kháng hỏa nhưng mà chón dòng cuối nè. Dòng cuối thì chắc chắn phải đợi vào những cái xếp đồ hiệp cốt Newton nè. Áo hỏa số. Áo kim số. Nón. Nón sâu dòng sinh lượng thấp quá. Trời ơi là một đôi giày nữa. Mà đôi giày này thì thực sự shop anh em. Đôi giày này không có gì để mà chạy luôn. Trời ơi áo phục hồi 20 rồi. Nghĩ sao ra 20 rồi. Không ra thẳng 40 ra 20 anh em. Áo thiệt sự đấy. Áo vải trưởng. Bà tay này thủ lý làm chậm ơi. Chưa có món nào gọi là phòng thủ lý làm chậm nha anh em. Hôm trước mở được một cái nón 12-30 thông pháp các kiểu. Ôi trời ơi. Cũng có tiền đấy anh em. Xem được bánh vào khắc liền cũng có tiền đó anh em. Kháng họ 19, sinh lực 133, sinh khí 11. Một bà tay này mặc set hiệp cốt nhu tình cũng quá pin luôn. Đỡ mà nói thì chắc là mang Newton thôi. Hiệp cốt thì nữ không mang được rồi. Bao tay này đẹp nếu chống 40 nữa quá pin luôn. Thiệt sự cái bao tay này chống 40 là phải tiền chục kim trở lên anh em thiệt sự.
Ôi, ấy da, những đa số này thấy những món thủy khá là pin nha anh em. Bao tay này thì thực sự nếu anh em chó 40 thì khẳng định bao tay này phải trên 1 triệu phải khẳng định luôn nè. Nếu trên là dòng chó 40. Đây chó 20 thì thực sự là cũng bán được vài kim. Nón này cũng vậy. Rồi, thực sự là những cái món phải mắc pin thì mới có giá nè. Còn 20, 30, 20, 30 thì thực sự là mang tạm thôi, hoặc là mang làm gì đó nó góp lại đủ hiệu ứng sơ sơ thôi, chứ thực sự không ăn thua. Rồi. Mang bánh có khác đúng không nào? Má bao giờ nó bóng người ngon rồi. Trời ơi, cái áo ngon gơ không phục hồi anh em ơi. Đồ, không có phục hồi, trời ơi, cái áo nhìn đẹp vãi chướng. Sinh lực 139, nội lực, nội chuyển hóa, kháng độc, các kiểu này. Cái này mà chuẩn cái băng bỏng luôn, quá pin luôn nè. Bên shop. Ôi trời ơi, lại rút cái nợ nhà chót nữa. Lại sao không là phòng thủ anh em. Sinh lực, nội lực, kháng hội 1.40. Trời ơi, phòng thủ đâu anh em? Sao toàn thủy không vậy? Lại một áo thủy 530. Rồi, toàn luôn 19 bán luôn đi. Trời ơi, cái nón này mà thiệt sự nè. Ôi dồi ôi. Nón này mà kháng hội 21 đi là mấy ngon anh em. Xét hiệp cốt, xét ăn ban, chỉ cần 21 là đẹp rồi. 11 là hơi ít quá, tầm này tầm trung lương ương rồi nè. Rồi, cũng được, bỏ cho xe, tiếp tục khu hai rừng cuối cùng. Hai nón. Thực sự là những cái đồ thủy nó ra khá là nhiều nè. Thủy với thổ ra khá nhiều, họ khá là ít. Số 17, 97, mình thua. Toàn thủy xấu dòng. Nón sinh lực cao, nội lực không có thì shop đi. Nón này thực sự không ai xài. Cho mấy cái nón trong bàn không anh em nào lấy hết. Rồi. Giờ Khải sẽ giao dịch tiếp tục những cái rương tiếp theo. Hiện tại đã tính sơ qua thì Khải đã mở gần 70 rương rồi đấy mà. Có 70 rương rồi. Đâu. Rồi, tiếp tục 28 rương là sẽ chốt là khoảng 100 rương. Lần này nó là cho 100 rương. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho video mở ngọc lục thần bảo rương đồ xanh này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Áo nón, áo nón chứa ôi ra gì rồi. Nón rồi khui. Số trời, kháng lôi 24, không phục hồi. Quá nhỏ. Rồi, số. Tiếp theo. Phong thủy đi hả, chơi phong thủy á. Đưa ạc rồi hả, anh đưa. Không, ạc này khả năng may mắn nè. Khả năng mang may mắn nè. Ạc này thì sẽ may mắn rồi. Mà đưa ạc họ thì nó thiệt sự là không. Khả nghĩ không yên thua đâu nè em ơi. Anh em bảo là ạc thủy, mở toàn thủy vậy. Ạc họ sẽ mở ra họ à. Cái này thì thực sự là anh em dự đoán thôi, thực sự là cũng không thể nào hiểu được đâu anh em ơi. Áo. Rồi, khui. Hên xui à anh em, tại vì khả năng trang bị con này may mắn mà. Giờ đưa qua hở hở thì đâu thể nào kết được nè. Chưa đâu, chưa đi xa đâu, Hiếu Ngô Vành ơi, 30 chứ phải là Tết nha người Nam. Đủ nón kim sinh lực cao, Nam. 140. 130. Không bằng. Trời ơi, giờ kháng lôi 5 điểm. Trời, cái này kháng lôi 25 có tiền nè. Cái này kháng lôi 25 là tiền về 33, 25. Rồi. Có vẻ như đã chặt rương. Có vẻ như đã chặt rương. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉnh vào con vỏ đan này, đứng nhiệt độ cho nó đồ rác nha. Tí nữa Khải sẽ chốt đồ thử thu được về cho anh em xem. Tiếp tục anh em ơi, khui. Áo, nón, áo, nón, áo. Đa số toàn áo với nón thôi anh em ơi. Rồi, khui. Lần này hết cái những rương này là 100 rương đó anh em. Nón kim. Nón hỏa. Bình. Ôi, không có phục hồi nè, kháng hiệu ứng khá đẹp.
sinh lực thì cũng gọi tương đối, không phục hồi. Trời ơi cái áo không phục hồi. Đồ, áo thực sự tiếc gơ nè em ơi. Ở cái áo này thực sự là bỏ dòng thất lực đi, bù vào đó là dòng thời gian hồi 40 thì thực sự cái áo này bán sẽ có tiền em ơi. Đồ. Rồi, sốt cái áo này đi, thực sự cái áo này sốt quá tiếc luôn, không phục hồi. Trống 30. Dòng 1. Tiếp tục. Giày, áo nó đa số là trang bị thôi em ơi, không có vũ khí với lại không có trang sức đâu. Nhiều anh em cứ mơ mộng ra trang sức, thực sự là không ra nha anh em, không có luôn nè. Nón khăn lôi. Áo. Đồ, 1540 không phục hồi. Chưa thấy một món hỏi nào ngon lành nha. Hôm trước đồn được cái nón phòng thủ 12 làm chậm 30 đồ 6 dòng. Này chưa thấy gì nè. Giày kim, giày này thực sự cũng xài tạm thôi, giày này cũng không đẹp lắm nè. Rồi, hết luôn. Ủa, sao con thiên nhẫn này, con giờ đang này không nhật đồ ta? Rồi, Khải giao dịch tiếp đồ nè mày. Rồi, bây giờ Khải sẽ về con cờ lon tiếp tục lấy thêm vài chục rương nữa, bó cho em xem. Hiện tại có vẻ như là lượng may mắn cũng khá hết rồi, chắc nữa chuẩn bị Khải sẽ cắn tiếp tục cái hoa mai với hoa đào. Chỉ có trong vòng 30 phút. Nhưng là vẫn còn, trên đầu vẫn còn, nên vẫn còn, đợi tí nữa. Cái dòng mà giống như virus corona á nha, dưới cái dòng quốc tử nè, nó vẫn còn là vẫn còn nữa nè. Đó, còn 120 rương nữa nha anh em. 30 chưa phải là Tết nha người anh em ơi. Nãy giờ á, nãy giờ cũng được khá là nhiều món nhưng mà để mà nói bán được ra tiền thì chỉ được khoảng tầm 1 đến 2 món thôi nè. Còn lại là những món như là đợi vào set hiệp cốt cũng như là đợi vào set Newton này nọ thì thực sự là hơi khôi. Nên là khó bán. Này phong thủy bà nó rồi á, toàn thủy với thủy đó. Đâu. Không thấy được món hỏi nào mà phòng thủ lấy làm trọng em ơi. Tại vì này Khải bói theo kiểu là cho may mắn rồi, ăn thêm kiểu may mắn á. Thì bên xếp may mắn kia đến 20 mấy rồi, nên là giờ ai khác bói thực sự cùi lắm nè. Tại vì hôm trước Khải bói 3 bát rồi. Xếp đó thì không có may mắn không gì hết. Toàn là đồ một dòng thôi nè, toàn là một dòng thôi. Mong Khải mở tầm chục cái sản phẩm để ra bát tiếp theo cho anh em xem tiếp. Ok anh kênh hình luôn. Tổng 200 rương thì khoảng tầm gần 30 kim vụ thái ơi, gần 2 triệu bạn ơi, gần 2 triệu. Gần 2 triệu nha. Gần 2 triệu, gần 30 kim. Giày, áo. Áo. Ôi, khui này mà chọc quá. Giày, áo. Đồ áo không phục hồi không? Áo này phục hồi được rồi. Đồ, một đôi giày làm chậm tóc 17 chán dữ. Đôi giày này thực sự quá cùi nè em ơi. Được sinh lực rồi. Tụi này làm lúa nè em ơi. Tụi này làm lúa ơi. Nón. 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 Ôi dù sao tụi này toàn nón vậy? Ôi trời, xấu cái nón luôn vãi cả nồi. Xấu rừng xấu nón nè em ơi. Anh em có ủng hộ thì có thể đỡ lại cho Khải một like cho ủng hộ chia sẻ cho nha em ơi. Ông không mạnh nha anh em. Rồi, nóng kim, xì ra. Cùi quá. Cùi quá. Nóng kim, nỗ lực cao, sinh lực. Quá cùi. Quá cùi. Theo. Bao tay. Chủ yếu là bao tay đai lưng anh em ơi. Mấy món đó thì thiệt sự Khải rất là trông chờ vào những món như bao tay đai lưng. Bao tay đai lưng thì thiệt sự là những món đó mà nó ra mắt pin đúng cái là tiền về luôn nè. Còn áo này nọ, Khải nghĩ nón này nọ nó khá là rẻ. Ra. Ra. Ôi xôi cái áo vai khăn hồi xấu dòng nè mày. Giày khăn lôi 30, khăn lôi 10. Tóc 30, khăn lôi 10, cùi vậy. Áo xô. Ôi xôi ôi cái bao tay xấu dòng của tôi. Khán hỏi thì cũng thấp mà chón cả 30 thôi. Thiệt sự cái bao tay này thiệt sự quá đẹp mà nó không được cái hiệu ứng bên dưới nè mày. Hiệu ứng ẩn xấu quá. Xấu quá.
Giày này, không biết giày này chắc không trả thì mình xài luôn nữa. Này ngoài bán 50 vạn đựng trăm xu à, shop đi mệt quá. Bao tay này, cho cái bao tay vắt cánh rồi. Sinh lực quá trời luôn em ơi. Ok cái đồ đó ai cần sau này cần tính sau. Rồi khui. Bao tay sinh lực, nỗ lực, sinh khí quá nhiều nè. Mà kháng họ cái 4, chống cái 30. Bao tay, bao tay, bao tay, giày bao tay, đai lưng. Chỉ cần mấy cái đó thôi. Mấy cái áo cái nón thiệt sự là quá cùi em ơi. Mấy cái đó ra đồ cũng không bán được nổi luôn. Nón. Shop. Shop. Rồi tiếp tục một cái 17-30 sinh lực, lực cao. Sinh lực có 16 điểm hả? Ôi trời ơi cái nọ. Rồi tiếp theo giày họ số. Giày ôi hai ba giày họ thiệt sự không có cái đôi giày nào thủ lý làm chậm luôn em. Khó thiệt sự. Áo thủ. Rồi tiếp tục anh hôm mai họ đào đi. Chỉ có 20 phút thôi nè. Cánh cánh. Rồi phun nước bánh nha. Tiếp theo nó không nói rồi. Giày hắn lôi shop luôn, nó 11. Hai bao tay nè. Nhờ vào hai bao tay nè, bao tay gỡ vỡ, gỡ vốn nè. Rồi bao tay kim nhìn trắng dữ người ta. Ui shop. Kim nhìn trắng đời thế. Cùi quá. Rồi. Khui. Hai đôi giày, hai ba nón, bốn nón, hai áo. Gắn bên chúng độc, gắn bên chúng độc số. Lôi số. Áo lôi số. Trời, gắn bên chúng độc quá trời nè mày. Em có giày nam làm tóc 40, chậm 40, đôi giày này ngon ấy. Ôi, giày tóc có 17 trời. Số. Trời, đồ họ đúng một dòng anh em thôi. Tôi một dòng thôi. Rồi, toàn tiếp tục nhận lương tiếp theo. Ton ton rồi, ton rồi. Cái này ton rồi, em ơi, sắp mạnh rồi. Sắp ra đảo rồi, sắp ra đảo rồi em ơi. Sắp ra đảo rồi em ơi. Sắp ra đảo rồi. Không sao, không sao. 30 chứ phải là Tết nha em. Còn hơn 60 rương nữa nha em ơi. Khui hết cái nốt cái đống này rồi. Chúng ta còn hơn 60 rương nữa nha em. Khui áo nón bao tay rồi chơi cái trò chơi xổ số mây rủi đồ xanh này canh thành quá nón số đó cái áo khăn lôi 30 không có phục hồi chơi em dài chết em rồi anh người anh em ơi. Đâu, bỏ dòng nỗ lực đây đưa dòng phục hồi 40 vào thì tiền về rồi. Mới hay mong tất và lo gì đúng không Tân Lê. Trời anh em coi này. Cái áo nhìn quá đẹp luôn thiệt sự. Cái áo này thiệt sự giờ cho mấy ông thiên nhận mang thì gọi quá hợp lý nè. Quá đẹp luôn. Mà thiệt sự không có phục hồi nên nếu thêm 20 hoặc 40 phục hồi là pin rồi. Chưa ra gì phút rồi. Tí nữa Khải chốt đồ cho anh em xem nha. Đồ cái áo thiệt sự luôn. Số 30 quá đẹp không phục hồi. Rất tiếc. Rồi bàn tay cứ bênh ra đi luôn. Nón kim. Rồi. Má nhỏ. Áo này cũng có một áo 24 sinh lực nhưng mà không có phục hồi cũng vứt luôn nè. Lần này thì 30 đẹp quá rồi đỡ lại. Rồi 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 có mùi rồi. Có mùi rồi. Có mùi rồi. Có mùi rồi. Khôi. Chính trên tay hợp cụ. Áo shop. Cái nón 15-20 cũng được. Nón này tầm này bán cũng được 500 xu ấy. Được 300 vạn hả. Ôi trời ơi cái đôi giày. Trời ơi tóc 35 là được rồi. Tóc gì 15 rồi trời. Sinh lực cao rồi chứ. Sinh lực lực đẹp luôn mà tóc có 15 rồi trời. Thực sự đôi giày nhìn quá trắng. Sự giày này không ai thèm xài luôn. Sốp luôn cho nó máu. Đầu áo phục hồi. Không phục hồi. Thông pháp. Thăng lôi 20. Rồi toàn. Được 2 món ra là tương đối.
Nón nè anh em 15-20. Là lưng kháng lo 20. Rồi khui. Cái đó thì phục hồi 20 hay là 30 hay 40 thì có thể là đẹp luôn em. Thì yên thì nhẫn có thể xài tốt. Không ra tròn ván lên. Khui. Không phục hồi nữa luôn. Trời ơi tầm này ra anh em xuống dòng quá trời. Rồi đôi giày họ tóc 33 thông pháp 4 hết rồi. Thông sinh lực. Ôi đôi giày không có gì luôn em ơi. 19-20 không tóc. Rồi 7-30 19-20. Trời ơi đôi giày kháng bệnh. Mong Khải ra siêu phẩm G4 ok em ơi. Hiện tại Khải là hết rồi em ơi. Bây giờ Khải sẽ đi lá rương tiếp theo đó. Còn như là hơn 60 rương nữa em ơi. Kiểu này là Toàn rồi. Không sao. Tiếp tục về cắt lấy ít đồ nữa đã. Cố lên 30 kim anh em à. 30 kim anh em ơi. Hai đậu tự này không được. Trong này còn hơn 60 rương nữa. Rồi hết luôn. Này là khô máu sạch sẽ luôn nè. Này là hết rương luôn nha anh em ơi. Còn đúng 60 rương cuối cùng. Đó 60 rương cuối cùng. Cái gì em dịch đây. Nó chặn rương. 62 rương. Cố gắng về bờ anh em ơi. Nãy chưa có món nào thiệt sự luôn anh em à. Chưa món nào nha anh em ơi. Nhiều rương rồi anh Khải không thấy rương vũ khí luôn đâu. Đâu có rương vũ khí đâu Phùng Trương ơi. Hên xui à. Đâu có anh em cứ bảo ra rương vũ khí. Thiệt sự Khải không thấy rương vũ khí nha anh em ơi. Làm gì có. Anh em nghe đồn đâu rương vũ khí vậy anh em. Anh em có nghe đồn đâu thiệt sự nghe rương vũ khí không. Rồi Khải có hỏi những cao thủ đi trước thì hiện tại là mở đâu có rương vũ khí đâu nè. Con Thủy Yên này là lần đầu tiên mở với 220 rương. Còn con hồi ạch trước của Khải thì gần 450 rương rồi nè. Ạch trước đó là ạch trước. Chưa được gì Phú Võ ơi. Được cũng vài món bán được từ 1 đến 5 kim thôi. Chưa gì nhiều. Hồ Sơn cánh kia chưa. Tiếp tục. Là sao để vào cửa hàng nhanh vào mọi người ơi ạ. Là cửa hàng như thế nào Thái Lan Lê ơi. Nhấn bật auto lên nhấn control X nha. Là nó mở cửa hàng nha. Bật auto lên nhấn control X. Control X dấu X đầu sọ đó nè. Đầu sọ bảng hiệu cấm đó nè. Thì nó sẽ hiện thôi. Ui áo. Rồi, cuối. Chúng ta sẽ còn vài chục rương cuối cùng. Biết là có về bờ không đây. Rồi, chưa có gì luôn. Về làm em bách mở hình làm anh Khải ạ. Đâu có nữa không, đổ anh em. Ok, về làm em bách.
đứng bắt à. Đứng nãy giờ quá trời rồi, gần hơn nửa tiếng rồi mà không có đồ gì ngon đâu mà. Đứng lên cái đào này chỗ này đi, thử có được không? Em ăn bắt, ok. Cái đào này là gần Tết rồi nè, nên là ở mấy chỗ mình cũng có khá là nhiều hiệu ứng cây đào, cây mai khá là đẹp đó. Sự kiện Tết dương lịch này nọ khá là đẹp. Khui này. Ui, nó rớt đồ ra ngoài luôn, vãi lên. Chết. Rớt áo ra ngoài là coi gì đây. Đây. Con kỳ lần nó là may mắn 5% nó người anh em. So. Rồi, thôn. Chúc Khải là siêu phẩm rồi, chó 40, khăn hậu 20, sinh khí 20 à. Ừ, biết món gì đây. Rồi, món này khăn độc không gì. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Ôi, cái này đai với bao tay ít ra vậy. Số. Lôi. Bình. Thực sự là rất là chua đây mà. Rồi, tiếp tục. Đơn giản hơn em. Cứu nào. Về bờ nào. Cứu pha cho anh em, cứu nào. Tuần sau cũng có bắt cho anh em chơi nào. Khấn lôi 24. Không phục hồi. Tông pháp 500. Khấn hỏa. Trời ơi, không có. Trời ơi, cái 30 trời. 35 sinh lực 30 nè. Cái này trong 40 thì cũng được một tí. Sinh lực lực thấp quá. Cái này có thể cho đường môn xài được, đường môn xài tương đối. 27 tốc 30, đường môn khá đẹp ấy. Thằng này thiếu 5 thiếu 5 xe của Khải, thiếu 5 bạch chính của Khải luôn. Ngon. Cái dây này ngon nha. Kháng hỏi nhiều. Ok, bạch chính xài luôn nha anh em ơi. Đẹp ấy. Ok. Bạch chính thiếu 5 Khải xài luôn. Không hỏi dòng 1 luôn, quá đẹp. Số. Được đôi giày cho bạch chính cho thiếu 5 mang. Rồi, xong. Rồi giờ cho thiếu lâm mang nha nè. Được tóc, chón kháng họ cũng được. Trong đôi giày khả năng mang thì hơi xấu. Anh em cùng xem đôi giày khả năng mang. Đây. Giày này khả năng mang là hồi trước hãy mua 1 kim đó nè. Trước hãy mua 1 kim á. 39, 20, 15 này, 1 kim á. Còn đôi giày này khả mới mở ra thì đẹp hơn đó. Anh em xem so sánh hai đôi giày không? Đẹp hơn một chút. Thêm được 10 chón và 2 kháng họ. Nếu như 30 chón này kèm với cái nhẫn 20 chón nữa thì được 50 chón. 50 chón búp với bắt động Minh Dương nữa thì được 80 chón không đây? Được 80 chón không? Okay. À, chón được 20 bắt động rồi. Được 70 chón thôi em ơi. Là phải mang một nhẫn, ít nhất phải nhẫn chón 30 nữa thì Khải sẽ đập móc 80 chón ở thiếu lâm. Nếu mà mang nhẫn chón 30 nha em thì cũng được. Thay đôi giày đó vào rồi kèm với nhẫn chón khác. Đai lưng, giày. Khui. Không một hồi. Lo 15. Úi trời ơi, cái đôi giày này thì tóc này không có. Nghiệt thiệt sự này mà sức lực cao vá trướng luôn. Đâu, đôi giày đẹp gơ luôn em tóc. Mà sao ra toàn đồ thủy không người ta? Toàn đồ thủy sao được không người ta? Họ đâu? Họ đâu người anh em? Ở đâu đủ đôi giày nữ cũng ngon lành, thực sự tóc thấp quá nè mày. Đó tóc ba mấy thì cũng được nè, bán cũng ngon lành, sinh lực 137, không họ 20, chó 20. Rồi, những rương cuối cùng, chuẩn bị ra đảo Lý Sơn ăn tỏi rồi, vải trưởng nè mày. Rồi, cố lên. Áo, nón, giày, đai, rồi. Cuối hàng. Những món khăn, món họ làm chậm phòng thủ thực sự rất khó nè mày. Đồ giày tóc 40 không có gì hết. Khăn họ có 5 điểm chờ. Này lên 25 là ngon nè mà. Nếu hành đường môn thì có cần chống với chậm không? Có chứ nè, phá nào cũng cần cả. Nhưng mà nhiều đường môn đa số đi vào cái hướng đó là nón phòng thủ lý, nên là bỏ luôn cái dòng chó nè.
nên là chỉ lấy khấn họ thôi, chỉ lấy khấn họ dòng một thôi. Đó là những cái hướng như là ngũ hành, họ bỏ luôn chón luôn. Họ dìm sơn bị quạt ba tiêu thổi bay khải rồi á. Độ kim. Đây. Thôi, những rương cuối cùng này em ơi. Đây. Bao tay. Nón, nón, nón. Áo. Siêu phẩm, siêu phẩm, siêu phẩm. Khấn họ 21. Cái này dòng 1. 21. Có thể cho Thiếu Lâm Minh Kim mang cũng được, nó này cũng đẹp đấy. Dòng 1. Bên số. Số. Bên số. Đây. Trời ơi. Toàn. Còn hơn chục rương thôi em ơi. Có anh em nào có suy nghĩ nào không? Bây giờ nó. Rồi khui. Số đồ. Không lôi. Rồi không gắn họ. Chó 20 số. 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 Trời ơi cái đôi này không. Khắn họ cũng ok mà là không có tóc nè. Quá chướng. Ôi đôi này trắng quá. Đôi này thì tóc cao. Khắn họ thì như cái quần què. Còn đôi này thì khắn họ ok. Tóc thì như cái quần què luôn. Được lại cái đôi 40 thì cũng đỡ tóc chạy. Toàn rác quá rác. To nè cái này to nè. Rồi. Khui. Những đường cuối cùng sĩ phẩm đâu. Rồi lộn. Số. Số 17-40. Nón thổ này số bao nhiêu mày. Không thể tin được. Không có đồ hỏi nha anh em. Nên chậm 40. Nó là chậm 40. Ba nón này thiệt sự nó quá rẻ nè mày. Mấy nón này thiệt sự năm này quá rẻ. Khui. Rồi. Những món cuối cùng. Rồi. Có vẻ không ổn rồi em ơi. Tôi này không ổn rồi. 25 kim ra đi rồi. Mười hai hai mươi. Không có sinh lực. Trời ơi. Năm phục hồi sinh lực. Vãi chướng. Này ai xài. Này ai xài đâu. Cụ ra đây chân lạnh tóc. Thôi xong. Thôi xong. Thôi xong. Thôi xong. Ôi trời ơi. Thôi xong. Tôn. Rồi ra khơi rồi. Lần này thất bại nè mày. Thiệt sự mà đỡ nói là bù lỗ thì bắt này không có mua được gì luôn. Rồi ra đi. Cụ ra đi chân lành tót luôn. Thiệt sự là không có món đồ nào được bán có tiền luôn em à. Để chúng ta cùng điểm sơ qua cái đồ cho anh em xem nha. Để Khải vứt hết qua cho anh em xem. Điểm sơ qua cho anh em xem thử món nào bán được tiền. Thực sự là ngày hôm nay thì với 25 kim trôi qua thì thực sự để mà bán được tiền thì hơi khó. Lắc nhắc thì vài 1 kim đến 2 kim. Vài trăm xu. Rồi đa số những đồ sinh lực nỗ lực cao nên em chứ còn thực sự bán có tiền khó quá. Tôn. Về sau không có gì luôn hồn lực ơi. Đúng rồi nè. Anh em đang xem trong một lần hồi chơi nha. Đã Khải tổng đồ cho em xem sơ qua nè. Đây nè. Ở lần này thì có những món như là cho anh em đợi đây bọc. Đây, bây giờ Khải sẽ vô anh em đọc trước đi. Tại vì anh em đọc nó giữ đồ cao hơn. Nhiều anh em bảo siêu phẩm nằm ở cái viên ngọc lục thần trong rương này hả? À ok. Không máu đến từng hơi thở cuối cùng nè mà. Còn viên cuối cùng hết thiên sơn, cánh bên thiên sơn nữa. Ok. Siêu phẩm này một cái viên này đúng không? Đúng như lời của anh em nói không? Một cái nón. Hơi thở cuối cùng. Đi bệnh viện vô nước thôi nè em ơi hả? Khăn lôi sinh lực 100. Không có gì. Bỏ. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng điểm sơ qua những cái vật phẩm khải thu ở cái rương Ngọc Lục Bảo lần này. Ngọc Lục Thần lần này. Lên cao cho anh em xem.
Với xếp lần bắn 24 thì Khải cảm giác rằng cái độ đồ nó ra nó cũng nhỉnh hơn ở cái lần bắt 1, bắt 2, bắt 3, bắt 1, 2, 3 chứ. Thì thực sự là đồ nhỉnh hơn. Nhưng mà ở lần này thì có vẻ như hơi đen này mà. Đây. Em có thể xem sơ qua cái bên xếp năm con năm đậm này thì Khải đã thu được một số đồ như sau. Đây anh em. Để mà nói thì một con món đây. Đây. Được hai đó, như được 3 món, được 3 món thực sự là có thể bán là bán có tiền. Bán thực sự là có tiền đây anh em ơi. Món đầu tiên đó là một cái nón 40/40 sinh lực lực và kháng hỏa 14. Cái nón này thực sự để mà bán thì cũng được bèo lắm, từ 5 cho đến 10 kim. Đó. Đỡ mà đi xét năm hành thì cái nón này vẫn có thể kích được. Đó có thể 5 đến 10 kim. Rồi tiếp theo là một cái nón vẫn là như vậy luôn, chón kháng hỏa 40. Nhưng mà ở cái nón này thì kháng hỏa nó có 4 thôi, có 7 thôi. Sinh lực nội lực thì cũng khá tương đối thôi, không cao lắm. Chón 40 thì cái nón này sẽ mang vào một cái set hiệp cốt thì mới ra lấy được một chút chón và hiệu ứng kháng hỏa và hiệu ứng chón cùng map. Kháng hỏa hơi thấp. Nón này chắc bán cũng được khoảng kim cho đến 3 kim. Đó. Rồi. Tiếp theo đó là một cái nón cũng tương đối giống như nón trên nhưng mà được lượng kháng hỏa cao hơn và sinh lực nội lực cao hơn một tí. Kháng hỏa 11/40. Thì cái nón này chắc cũng tầm 1 đến 3 kim thôi em, không thể nào hơn được. Đó. Nói chung là cho 3 món này thu được khoảng bèo lắm cho thu được khoảng 5 kim đi. Thực sự là 3 món này bèo lắm thu được 5 kim. Cao lắm là cho 10 kim. Đó. 3 món này tương đối từ 5 đến 10 cho nên nhanh, tại vì mấy món chờ đợi đến cái set hiệp cốt thì rất là chua. Ở server này chỉ có khoảng tầm 2 set hiệp cốt, có thể là 3 set thôi. Một đai lưng kháng độc cao, cái này chỉ đợi cho anh em không bán được. Rồi một bao tay cũng có thể là kích ở cái set hiệp cốt. Sinh lực, nội lực và kháng hỏa chón cũng không yên thua. Bao tay này chỉ cao lắm cũng vài trăm xu đến 1 kim. Nó đai lưng này cũng vậy nè. Đai lưng này thì nó bù lại một cái là sinh lực khá cao, sinh khí khá cao. Cũng xấu dòng và cũng kích vào cái set nhu tình hoặc hiệp cốt. Thì cái đai lưng này bán chắc cũng được tầm 1.5 cho đến 2 kim. Lấy hiệu ứng khá đẹp, sinh lực nội lực quá đẹp. Còn 1.5 đến 2 kim. Nón này thì thực sự ở server thì quá nhiều. Nón này chỉ vài trăm xu, 500 xu quay đầu sẽ không ai mua. Áo này thì thực sự là quá tròn luôn. Cũng là một áo phục hồi kháng hỏa nhưng mà chón 30. Áo này thì chỉ lấy được dòng đầu, cũng có thể là cho thiếu lâm mang cũng khá tương đối. Cho thôi còn thực sự không có bán nổi. Rồi nón kim này cũng vậy, thực sự là 200-300 xu không thua. Nón này cũng vậy anh em ơi, kháng hỏa 15, chón 20 thực sự cũng vài trăm xu, 200-300 xu thôi. Bao tay dòng chón 30 dòng 1 thì sự cái bao tay này chỉ có thể là cho ai cần cho. Nón này thì cũng tốt, sinh lực hơi kém thôi nè, sinh lực 16, hiệu ứng thì kháng hỏa 17, chón 30, sinh khí 15, nón này cũng vài trăm xu, đỡ mang kích vào cái set hiệp cốt hay là nhu tình ông bang. Nhu tình với ông bang. Nón này cũng vậy thôi. Rồi. Tương đối vậy thôi em ơi. Rồi tiếp tục đến cái ạc chính đây. Thực sự là bắt này lỗ sấp mặt nha em ơi, không lời được nha mọi người. Đừng quên trong lòng hồi chơi nha em ơi. Đây em ơi. Một đôi giày này thì thực sự là mới mở ra cho Thiếu Lâm mang luôn, tại vì Thiếu Lâm Khải mang đôi giày khá là cùi đây. Thì lúc này Khải soi thì thực sự hai đôi giày thì đôi giày Khải mới mở ra đẹp hơn. Với hiệu ứng kháng hỏa và chón cao hơn một chút, tóc cũng đẹp. Đó. Rồi. Nón này thì cho cũng xe mang. Nón này thì sự cũng vài dùm xu không tới đâu cả. Áo này thì sự thiên nhẫn có thể mang được với hiệu ứng khăn lôi. Không phục hồi khá đáng tiếc. Dây này thì cũng vậy nam ơi. Tóc không có. Khăn hỏi chó người. Khăn hỏi thì ok, sinh lực ok mà chó miết quá, tóc miết quá, không yên thua. Nón này 15-20 thì chắc cũng được vài dùm xu, không được nhiều lắm, không yên thua. Dây này cũng vậy nam ơi, khá cùi, trung bình tầm trung, không được cao lắm. Bao tay này cũng vậy, đa số được cho. Bao tay này cũng vậy anh em ơi, sinh lực cao không có gì cả, sinh khí cho xe thôi không chạm cái gì. Rồi bao tay khăn lôi 14 sinh lực không yên thua. Một đôi giày này cũng thôi, nói chung là ở lần này thu không yên thua anh em ơi, chắc là lỗ chắc cần phải thu về chắc cao lắm là khoảng 10 kim, bán lắc nhất hết nhiêu này được 10 kim đi, lỗ khoảng 15 kim, lỗ 1 triệu em ơi. Ở video này Khải làm lỗ 1 triệu đây. Ok, nói chung là làm những cái bát bộ đồ như thế này, bó đồ như thế này em thực sự là may mắn vào đâu ở đó thì chúng ta cũng chờ cái sự hên xui như là may mắn của mình thôi. Thực sự không thể nào mà biết trước được điều gì.
Rồi, cảm ơn em đã theo dõi cái bát vì mở Ngọc Lục Thần bát thứ tư ngày hôm nay. Và đừng quên đỡ lại cho video này hơn 200 like. Khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo như là bát 5, bát 6 cho đến bát 10 cho anh em xem tiếp tục nha. Cố gắng ủng hộ video này hơn 200 like nha anh em ơi. Còn vào đây ăn còn 4 hộp trong rương chưa mở kìa. Ủa nhớ mở rồi mà, mở hết rồi. Mở hết rồi anh em nhầm ấy. Khải mở hết rồi. Khải lụm hết trong rương ra luôn mà sao còn được. Đây, anh em đừng quên cho Khải làm ủng hộ chơi anh em ơi. Khải bắt lại xem thử sao là bảo đang còn 4 hộp ta. Tại vì Khải đã lấy hộp hoàn toàn không còn một gì dụng rương luôn đâu. Hết rồi, rương giờ đang không còn gì nữa, làm gì có được. Anh em xem nhầm đó anh em. Nói sạch sẽ mà, đó. Rồi, ok, bye bye anh em nha. Đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ Khải sẽ trở lại làm nhiệm vụ cho tẩu và cũng như là cho đi cho anh em ơi. Rồi.